Rồi, xin chào tất cả bà con nha. Hôm nay sẽ quay cho mọi người và một số loại cây giống ở bên cơ sở mình hiện tại đang có nha mọi người. Đấy, thì đầu tiên là cây cẩm lai nè. Đây, cẩm lai mùa này là cũng rất là đẹp nha mọi người. Nay mùa mưa, hiện tại đang mưa luôn nè, rất là tươi tốt luôn. Rồi, cẩm lai mình sẽ vận chuyển cho mọi người là tầm khoảng là 10 cây trở lên thì mình sẽ miễn phí vận chuyển cho mọi người nha. Đó, rất nhiều luôn ở đây luôn. Đấy, nói chung là 5 cây là đã di chuyển vận chuyển cho mọi người được rồi, nhưng mà thường là 10 cây thì phí vận chuyển nó sẽ rất là rẻ nha mọi người. Đó, nó sẽ ổn hơn 5 cây. Đấy, thì bên mình thì miễn phí vận chuyển cho mọi người luôn nên mọi người cứ yên tâm nha. Đây, thì mình còn một số cây lộc dừng nè. Lộc dừng thì có thể chơi kiển được nha. Đó, mọi người nào có mua thì cũng có thể là mua luôn. Đấy, cây hiện tại cũng rất là đẹp. Rồi, ok, đặc biệt thì khoảng tầm 3 tháng nữa sẽ có cây đàn hương cho mọi người nha. Hiện tại thì bên mình đang cung cấp đàn hương luôn. Đàn hương hiện tại còn ít thôi, nhưng mà hiện tại là vô bầu cũng rất là nhiều, số lượng cũng khá là nhiều nè. Còn nữa nha mọi người, phía đằng sau còn nữa nha. Đó, rồi, đây đàn hương nè. Đàn hương thì lúc nhỏ thì chúng ta sẽ ương hạt lên, nói chung rất là khó chăm sóc lúc nhỏ nha. Phải có thêm một cái cây để cho nó bám theo cái rễ cây đó để hút chất dinh dưỡng mới được, thấy không? Đó, lớn lên thì nó khỏe rồi, nhưng mà giá trị kinh tế thì mọi người biết thì rất là cao nha. Đấy. Rồi, ok. Rồi, bên mình là xưa thì rất là nhiều, nên mọi người là có mua xưa thì cũng có thể liên hệ luôn. Lộc vườn còn 2 hàng nè mọi người, lộc vườn nha. À, để quay lộc vườn trước đi, rồi quay tiếp tục mà xưa cho mọi người. Đó, lộc vườn gốc nào gốc nấy là bự bự luôn nha mọi người. Đây, rất là nhiều. Rồi, cây xưa đỏ. Cây xưa đỏ thì phía dưới này nha. Những cái clip trước quay chia sẻ cho mọi người, cây xưa đỏ rồi cây rất là ok, trồng rất là dễ nha. Chăm sóc nói chung dễ lắm. Mọi người nào có đất trống thì có thể là trồng cây xưa vào, hoặc là trồng những cái cây khác thì có thể là trồng xen canh vô, cộng hưởng rất là tốt nha mọi người. Xưa mùa này cũng rất là đẹp luôn, gốc nào gốc nấy rất là ok nè. Và vận chuyển thì bên mình sẽ lựa những cây đẹp cho mọi người nha. Ưu tiên thì cây đẹp là hàng đầu để di chuyển tính tay người trồng luôn nha mọi người, nên mọi người cứ yên tâm đi. Cái cây rất là bự nè, gốc rất là đẹp luôn. Đây, gốc rất là đẹp luôn nha. Đó, mọi người cứ yên tâm nè. Rồi, cẩm lai xưa. Rồi, bên đây là cây trắc đỏ nè. Trắc đỏ thì cây nó rất là to, cây nhỏ gốc rất là to mọi người, thấy không? Cây con gốc rất là to nè, mọi người thấy không? To hơn gốc xưa nhiều, nhưng mà khi chúng ta trồng ví dụ như trồng cây xưa 1 năm, trồng cây gõ đỏ 1 năm là hai cây gốc nó bằng nhau rồi, nên là đâu cũng bằng nhau đó, hai cây đều bằng nhau. Rồi, tiếp tục bên đây. Rồi, cây giáng hương luôn mọi người ơi. Đây, cây giáng hương nè. Giáng hương thì mọi người mua cũng rất là nhiều, trồng để lấy lỗi hoặc là trồng để bán cây công trình đều được nha. Cây công trình thì mọi người trồng 3 năm là có thể cung cấp cây công trình được rồi. Giá trị kinh tế thì rất là cao luôn mọi người ơi. Cây công trình thì hoành 20 nó khoảng tầm 800 ngàn, 900 ngàn hiện tại nha, giá hiện tại nha. Rồi, mai quấn ghế. Ở đây mai quấn ghế thì đẹp luôn mọi người ơi. Mai quấn ghế còn số lượng cũng khá là nhiều luôn nè. Hiện tại số lượng còn cũng khá là nhiều luôn nè, mới về nữa. Đó, cây đẹp đẹp không à. Đấy, hình thù con này con nọ đâu, mọi người có mua thì có thể liên hệ luôn nha. Đẹp phải không, xanh tươi đẹp nữa ha. Quấn con này con kia đồ cũng được. Rồi, rất là nhiều luôn mọi người ơi. Thì mọi người muốn mua thì có thể liên hệ hai số điện thoại hoặc là kết bạn. Đấy, kết bạn Zalo đều được nha. Ví dụ như là mọi người có cần tư vấn về thông tin gì đó thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp, gọi trực tiếp hoặc là nhắn tin qua Zalo thì sẽ hỗ trợ tư vấn cho mọi người nha. Rồi, số thứ nhất là số Vina 0942239849. Số thứ hai là số Viettel 0363119546 nha. Rồi, xin chào mọi người, chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe nha. Ok, bye bye mọi người.